Tại sao rùa vàng được xem là cực kỳ quý hiếm? Các bạn hãy theo dõi video để biết rõ chi tiết nhé. Một số loài rùa có màu vàng đặc biệt có thể được coi là quý hiếm. Ví dụ, rùa hộp vàng Cuzzofer labamagnata là một loài rùa nhỏ có vỏ màu vàng sáng và được xem là quý hiếm do giới hạn phạm 6 phân bố và sự suy giảm số lượng. Tuy nhiên, việc xem một loài rùa có màu vàng là quý hiếm hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình trạng bảo tồn, phạm 6 phân bố và số lượng cá thể còn lại trong tự nhiên. Rùa là một trong những biểu tượng phổ biến trong nhiều văn hóa trên thế giới và rùa vàng còn được coi là biểu tượng của sự bền vững, sự giàu có và tuổi thọ. Ở một số nơi, rùa vàng còn được coi là linh vật của các vị thần và được tôn sùng. Người dân địa phương ở Deban coi con rùa vàng là hiện thân của thần Vishnu, một trong ba vị thần quyền lực trong văn hóa Ấn Độ, bên cạnh thần Rama và thần Shiva. Chuyên gia bò sát Kemandep Kouter nói, rùa vàng có ảnh hưởng rất lớn đến tín ngưỡng và văn hóa Nepal. Trong truyền thuyết, thần Vishnu từng hóa thành rùa cứu ma để cứu vớt những sinh linh bị chìm dưới nước sâu trong thảm họa. Mọi người tin rằng thần Vishnu đã tái sinh dưới dạng rùa vàng để giúp nhân loại khỏi tai ương, Dikota nói. Ngày nay, thần Vishnu dưới hình dạng rùa được thờ cúng rộng rãi tại các đền thờ ở Ấn Độ. Câu chuyện có thật ở Việt Nam về việc xuyên rừng tìm thần Kim Quy và giấc mộng tỷ phú. Người dân một số xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đổ xô vào rừng để tìm kiếm rùa vàng, hy vọng đổi đời. Gần đây, tin đồn có người bắt được rùa vàng rùa hộp ba vạch bán được cả tỷ đồng, khiến nhiều người dân một số xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xôn xao, đổ xô vào rừng để tìm kiếm, hy vọng đổi đời. Rùa là một trong nhóm tứ linh, long, lân, quý, phượng, được xem là vị thần linh thiêng. Do đó, người gặp được rùa vàng rùa hộp ba vạch là xem như vận may đến, bởi đây là loài rùa quý hiếm, rất ít người có thể bắt được. Mặc dù không biết rõ công dụng của loài rùa này để làm gì, nhưng hay tin có người bắt được rùa vàng và bán được hàng tỷ đồng. Nhiều người đã bỏ bê công việc vào rừng đi săn rùa, thỏa mãn mộng làm giàu. Từ bao đời nay, người dân một số xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh truyền nhau rằng nếu người nào một lần trong đời có cơ may bắt được rùa vàng trong tự nhiên thì sẽ trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Mặc dù khi được hỏi đến công dụng của loài rùa quý này thì có đến hơn 90% người dân địa phương trả lời không biết, số còn lại thì cũng trả lời chung chung. Tuy nhiên, có một thực tế mà người dân địa phương rất quan tâm, đó là số tiền mà loài rùa này mang lại. Họ cho rằng ở ngoài thị trường chợ đen loài rùa quý này được bán vài trăm triệu, thậm chí lên cả tỷ đồng nếu còn nguyên con và gặp được khách mua. Vì rùa vàng có giá khủng như vậy nên người dân sinh sống ở các khu vực đồi núi luôn ôm mộng được sở hữu để nhanh chóng trở thành tỷ phú. Theo những bậc cao niên sống ở khu vực đồi núi thuộc xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, cách đây 40 năm có nhiều người địa phương bắt được rùa vàng mang bán lấy hàng chục triệu đồng. Nhưng từ sau năm 1980 đến nay, loài rùa này bỗng nhiên biến mất. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng loài vật tiên tỷ này tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Nhưng cách đây không lâu, người dân địa phương rộ lên tin đồn có một người dân thuộc xã Phương Mỹ và một người thuộc xã Hà Linh trong một thời gian cách nhau không lâu bắt được rùa vàng và trở thành tỷ phú. Điều này đã khiến người dân nơi đây xôn xao, mộng làm giàu từ loài vật tiền tỷ này lại có dịp trỗi dậy. Nhiều thanh niên lập thành từng nhóm nhỏ vào rừng tìm kiếm cơ may đổi đời. Nhiều người địa phương cho biết gần đây có người đã bắt được rùa vàng và bán với giá cao. Đó là thời điểm vào khoảng cuối tháng 6 năm 2014, khi hai anh em ruột gồm Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Văn Ên, ngụ xóm ấp Tiến 1, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trong một lần đi rừng tìm mật ong và săn kỳ đà, đã vô tình bắt được một con rùa vàng. Thông tin trên được gia đình giữ kín nhưng không lâu sau đó bị lộ ra ngoài đến tai những người dân trong vùng. Bà Nguyễn Thị Ti, một người dân cùng xã với anh En, cho biết việc hai anh em nhà anh En bắt được rùa vàng là sự thật. Hôm ấy, hai anh em nó đi vào rừng bắt chè khé loại qua đá sống ở suối trên núi và kỳ đà. Tối về thì cũng chẳng thấy ai nói gì đến việc bắt được. Nhưng đến mãi gần nửa tháng sau, thì nghe người ta đồn là hai anh em vừa đi Hà Nội bán rùa vàng về thì chúng tôi mới biết. Nghe đâu là họ bán được hơn 900 triệu gì đó. Câu chuyện dựa vào bài báo có thật của VTC. Câu chuyện rùa vàng đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.